Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức. Sau đây sẽ là những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Quý vị đừng quên like, share, nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất nhé. 4 năm trước, vào những ngày tháng 3 mùa hoa ban nở rộ, khán giả yêu nhạc rock bàng hoàng khi nhạc sĩ Trần Lập ra đi vì bệnh ung thư. Lúc anh vĩnh biệt thế gian, hình ảnh gương mặt thẫn thờ của vợ, chị Ngô Thị Mai Hoa khiến nhiều khán giả thương cảm, xót xa. Chị gầy và xanh xao vì bao nhiêu sức lực đã dồn hết vào việc chăm sóc chồng cũng như lo lắng cho chuyện hậu sự của anh. Sau khi Trần Lập qua đời, mọi thứ với chị đều dở dang, bộn bề. Trong suốt 4 năm qua, người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả vẫn luôn dõi theo cuộc sống của vợ con nhạc sĩ Trần Lập. Sáng 1 tháng 3, trên fanpage, các thành viên của ban nhạc Bức Tường chia sẻ loạt ảnh họ đến viếng mộ cố nhạc sĩ Trần Lập. Trong ảnh, chị Ngô Mai Hoa cùng hai con ngồi bên phần mộ của cố nhạc sĩ. Các thành viên trong nhóm Bức Tường đã thắp hương, tưởng nhớ tới người thủ lĩnh một thời của ban nhạc. Bên ngôi mộ của Trần Lập là cây hoa ban trắng, vươn cao và nở hoa rực rỡ. Một thành viên nhóm Bức Tường đã viết: "Cây hoa ban trắng đã được 4 tuổi, bằng ấy thời gian anh Trần Lập đi xa. Chúng ta vẫn luôn rất nhớ anh, và sẽ tiếp tục thực hiện những việc còn dang dở. Dù ở nơi nào đó, chắc hẳn anh sẽ hài lòng và luôn phù hộ cho gia đình nhỏ, và Bức Tường thân yêu." Rất nhiều người hâm mộ đã xúc động trước tình cảm của thành viên nhóm nhạc rock nổi tiếng ở Việt Nam dành cho Trần Lập. Một người hâm mộ bình luận: "Đã 4 năm rồi, dòng thời gian quá nhanh, vẫn nhớ live show cuối cùng ấy, anh nén cơn đau trong mình và hát đầy nhiệt và tình. Chưa bao giờ nghe rock mà rơi nước mắt. Cảm ơn anh, cảm ơn ban nhạc Bức Tường vì cả một thời tuổi trẻ." Một người khác lại chia sẻ: "Nhớ Trần Lập, một phần thanh xuân rực rỡ. Tầm này, Hà Nội tiết trời không đẹp như thu, nhưng cũng trong veo. Tôi lại nhớ lại mình mắt ướt đẫm, mang hoa, nến, đến chia tay người anh mà tôi chưa từng nói chuyện qua một lần. Nhưng những câu chuyện, những tâm tư qua những show nhạc của anh thì tôi chưa bao giờ bàng quang, cho đến tận bây giờ. Thứ âm thanh mê hoặc lạ lùng, thứ âm thanh còn âm vang mãi, cho dù anh chẳng ở đây nữa. Tưởng nhớ anh, người chiến binh mà lâu nay, ca từ trong âm nhạc của anh vẫn là la bàn, cho những ngày đi lạc của tôi. Chắc chắn rằng âm thanh của anh còn vang vọng mãi trong lòng mọi người." 4 năm đi qua, người ở lại vẫn dành tình cảm đặc biệt cho nhạc sĩ tài hoa gốc Nam Định. Vợ con anh cũng chung nỗi nhớ ấy và họ sống tiếp một cuộc đời đẹp và bình yên. Ngoài công việc ở bệnh viện chăm sóc con cái, vợ anh, chị Mai Hoa thường dành thời gian lên thăm mộ chồng. Trong dịp lễ tình nhân 14 tháng 2, chị chia sẻ ảnh viếng mộ chồng với dòng chữ: "Người yêu của bọn tớ", khiến ai cũng xúc động. Hiện tại, con của nhạc sĩ Trần Lập đều đã lớn. Con trai cả của anh vào lớp 10, còn con gái lên lớp 7. Năm ngoái, chị Mai Hoa khoe về con trai: "Lễ trưởng thành của em trai, cậu bạn thân. Mà thấy chàng ấy cao da phết. Nhanh thật, chàng chuẩn bị hết cấp 2 rồi đó. Mong chàng trai trưởng thành, đạt kết quả tốt trong kỳ thi tới nhé." Khán giả quan tâm đến gia đình Trần Lập đều bất ngờ trước sự trưởng thành của cậu bé. Mới ngày nào cậu bé này còn được cha dạy đánh bia, ôm chặt phía sau cha trên xe mô tô phân khối lớn. Cùng với những hình ảnh chị Mai Hoa đăng tải trước đó, fan phần nào thấy được sự thay đổi trong cuộc sống của ba mẹ con sau khi người chồng, người cha ra đi. Ngoài công việc, gia đình và thời gian lên chăm sóc phần mộ của chồng, chị Mai Hoa cũng dành những khoảng lặng cho riêng mình. Chị đi chơi, thăm thú đây đó và giữ cho bản thân một cuộc sống bình yên. Nhiều người cảm thấy nể phục trước sự mạnh mẽ của chị trong suốt 4 năm qua. Nói về sự mạnh mẽ ấy, cách đây ít năm, chị Mai Hoa thổ lộ: "Chồng tôi đã ra đi, nhưng anh vẫn luôn là người truyền cảm hứng để tôi có thể mạnh mẽ đứng vững, chăm lo cho gia đình và nuôi nấng các con. Và tôi biết các con ngoan ngoãn học hành suốt thời gian qua là nhờ anh." Trần Lập và những mảnh ghép còn lại. Trần Lập, tên khai sinh Trần Quyết Lập, anh sinh ngày 12 tháng 12 năm 1974, mất ngày 17 tháng 3 năm 2016. Anh khởi đầu sự nghiệp nghệ thuật của mình khi theo học lớp kỹ thuật biểu diễn và thanh nhạc của khoa sân khấu trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội từ năm 1993 đến năm 1997. Anh cũng theo học tốt nghiệp khoa kinh tế vào năm 2000 và hệ tại chức khoa văn học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2004. Ngày 26 tháng 3 năm 1995, anh cùng một số bạn hữu thành lập ban nhạc rock Bức Tường và giữ cương vị thủ lĩnh của nhóm từ khi thành lập đến khi tan rã vào năm 2006. Anh cũng đảm nhận vai trò sáng tác chính với hơn 30 ca khúc, đặc biệt với nhạc phẩm Đường đến đỉnh vinh quang cùng các thành viên của mình đã đưa Bức Tường trở thành ban nhạc rock có số lượng người hâm mộ lớn nhất tại Việt Nam. Ngoài ca hát, Trần Lập từng tham gia vài chương trình truyền hình, làm người dẫn chương trình cũng như giám khảo của chương trình Giọng hát Việt mùa thứ nhất. Anh xây dựng gia đình năm 2003 và có hai con, một gái, một trai. Anh từng phát hành một cuốn tự truyện mang tên Bên kia Bức Tường năm 2013, kể lại những ngày tháng rong ruổi với nhạc rock và ban nhạc Bức Tường.
Ngày 4 tháng 11 năm 2015, Trần Lập bị chuẩn đoán ung thư trực tràng và di căn. Sau 5 tháng chiến đấu với căn bệnh, anh qua đời vào 12 giờ 45 phút trưa ngày 17 tháng 3 năm 2016 tại nhà riêng ở Hà Nội, hưởng dương 41 tuổi. Những mảnh ghép còn lại của bức tường. Mới đây, trên trang fanpage của ban nhạc Bức Tường đã chia sẻ hình ảnh hai thành viên Trần Tuấn Hùng và Nguyễn Minh Đức xuất hiện với vai trò là khách mời cho chương trình Cho Ngày Mới Hoàn Hảo. Đây được coi là một trong những sự kiện đánh dấu sự trở lại của ban nhạc sau nhiều năm vắng bóng. Đã 4 năm kể từ khi ca nhạc sĩ Trần Lập qua đời, gần đây, người hâm mộ mới lại được thấy các thành viên ban nhạc Bức Tường xuất hiện trên sân khấu. Bức Tường là một trong những ban nhạc rock đình đám ở Việt Nam, gắn bó với nhiều thế hệ trẻ nói riêng và người yêu nhạc nói chung. Trần Lập không chỉ đóng vai trò là thủ lĩnh, nhạc sĩ, ca sĩ chính của ban nhạc mà còn là người đặt nền móng cho nền rock Việt. Năm 2016, nam nghệ sĩ qua đời vì ung thư trực tràng, ban nhạc như con tàu mất đi người thuyền trưởng, chênh vênh giữa biển khơi. Theo chia sẻ của các thành viên trong nhóm, ban nhạc từng có một thời gian mất phương hướng và tưởng như phải tan rã vì thiếu thủ lĩnh. Nhưng họ vẫn quyết định đi tiếp tục cháy và truyền lửa thông qua những tác phẩm của mình. Trần Tuấn Hùng. Trần Tuấn Hùng từng theo học Đại học Xây dựng, hiện vẫn duy trì công việc thiết kế, thi công kiến trúc, nội thất. Anh cùng Trần Lập và Nguyễn Hoàng thành lập ban nhạc Bức Tường năm 1995, đảm nhận là guitarist của nhóm. Sau khi Trần Lập qua đời, Tuấn Hùng tạm thời giữ vai trò chèo lái cho ban nhạc. Tuấn Hùng từng tâm sự, các fan hâm mộ không chấp nhận cho ca sĩ khác hát bài hát của Trần Lập, cả nhóm đều cảm thấy hoang mang và băn khoăn về việc nên tiếp tục duy trì ban nhạc hay dừng lại. Nhưng cuối cùng, nhờ tình yêu âm nhạc và tình cảm dành cho người thủ lĩnh quá cố, anh và các thành viên trong nhóm đã quyết định sẽ tiếp tục chặng đường mà Trần Lập còn dang dở. Anh sáng tác ca khúc Những Ngày Tháng Tuyệt Vời để tặng cố ca sĩ Trần Lập, đồng thời cũng là sản phẩm đánh dấu một giai đoạn mới của ban nhạc Bức Tường. Nguyễn Minh Đức, Vũ Văn Hà và Phạm Trung Hiếu. Nguyễn Minh Đức, bass, Vũ Văn Hà, guitar và Phạm Trung Hiếu, drums là ba thành viên gia nhập ban nhạc sau này. Tuy thời gian gắn bó với ban nhạc chưa lâu, nhưng họ đều có nhiều đóng góp không nhỏ cho sự thành công của ban nhạc. Nguyễn Minh Đức là thành viên trẻ tuổi nhất và thường được gắn mác là hot boy của Bức Tường, góp công cho nhiều sáng tác của nhóm. Tuy cả ba đều có công việc riêng, nhưng chưa bao giờ vắng mặt trong các show diễn và các hoạt động của ban nhạc. Sau khi ca nhạc sĩ Trần Lập qua đời, Minh Đức, Văn Hà và Trung Hiếu cùng thành viên gạo cội Trần Tuấn Hùng thường tổ chức các show diễn để tưởng nhớ người thuyền trưởng này và truyền cảm hứng cho người yêu nhạc. Ban nhạc cũng tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện, tặng quà cho trẻ em bị ung thư tại Bệnh viện Ca Tân Triều. Theo đúng tinh thần của vị thủ lĩnh quá cố, mỗi người đều có đôi bàn tay, nhưng sẽ là không đủ. Nếu có nhiều đôi bàn tay kết lại, chúng ta không chỉ nhóm lên ngọn lửa cho chính mình, mà còn có thể chia sẻ tấm lòng nhân ái đến với nhiều người. Trong chương trình Ký ức vui vẻ tập 15, mùa 2, 4 thành viên ban nhạc Bức Tường đã xuất hiện và chia sẻ những khó khăn của ban nhạc khi chỉ còn 4 thành viên, khiến cả trường quay rưng rưng xúc động. Guitarist Tuấn Hùng tâm sự, trong tất cả chương trình biểu diễn của Bức Tường, từ năm 2016 đến nay, bao giờ bọn em cũng mang theo micro của Trần Lập, đặt trên sân khấu, như anh ấy luôn luôn ở bên cạnh bọn em. Vào ngày mùng 5 Tết vừa qua, ban nhạc đã đến thăm nhà, và chúc Tết thủ lĩnh Trần Lập khiến fan không khỏi bồi hồi xúc động. Đối với họ, Trần Lập vẫn luôn dõi theo, đồng hành và ủng hộ cho ban nhạc, vì vậy nên các chương trình của Bức Tường luôn rất thành công, và anh hẳn sẽ rất vui khi thấy Bức Tường của mình ngày càng vững vàng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên like, share và nhấn đăng ký để ủng hộ cho kênh tin tức. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh.